Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tháng nữa là năm 2020 sẽ qua đi. Hiện nay các ngành địa phương đang tăng tốc thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cả năm. Ghi nhận chung cho thấy, dù bị ảnh hưởng khá nặng từ dịch COVID-19, cũng như nhiều khó khăn khách quan tác động, nhưng tình hình kinh tế xã hội của Đồng Nai năm 2020 khá sáng sủa. Chương trình Trên đường phát triển kỳ này sẽ ghi nhận từ huyện Tân Phú. Trước hết là một số thông tin đáng chú ý, mời quý vị và các bạn theo dõi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong thời điểm dịch COVID-19, Cục Hải quan Đồng Nai đã có những chính sách xử lý thủ tục hải quan linh động, doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa để hoàn thành thủ tục sớm nhất. Hải quan Đồng Nai cũng có nhiều biện pháp để chống thất thu ngân sách theo phương án có trọng tâm, tập trung rà soát, kiểm tra các loại mã số thuế, thuế suất, chứng nhận xuất xứ, hoàn thuế nhằm bảo đảm không để thất thu ngân sách. Số thu đến giữa tháng 10/2020 đạt 10.862 tỷ đồng. Dự báo số thu thời gian còn lại trong năm sẽ rất khả quan nếu mức độ thu trung bình mỗi tháng khoảng 1,2 ngàn tỷ đồng. Cả năm nay, Hải quan Đồng Nai sẽ đạt 13,7 ngàn tỷ đồng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Cục Hải quan Đồng Nai đang phấn đấu hoàn thành vượt dự kiến về số thu đạt khoảng 14 đến 14,1 ngàn tỷ đồng, đạt 81% so với dự toán, hoàn thành nhiệm vụ Bộ Tài chính giao số thu 12,8 ngàn tỷ đồng. Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong 10 tháng của năm 2020, một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của Đồng Nai như tiêu, điều, cà phê, cao su vẫn giữ được mức tăng trưởng dù thị trường xuất khẩu chung bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Cụ thể, xuất khẩu cà phê đạt gần 378 triệu đô la Mỹ, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Hạt tiêu đạt hơn 33 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 6%. Cao su đạt gần 55 triệu đô la Mỹ, tăng gần 6%. Sau khi tình hình COVID-19 của Việt Nam được kiểm soát, xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc cũng dần khởi sắc. Hoạt động xuất khẩu nhiều mặt hàng trái cây tươi như chuối, xoài, thanh long được khơi thông. Tuy nhiên, do Trung Quốc thực hiện những giải pháp siết chặt quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới nhằm kiểm soát dịch COVID-19 và ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào nội địa, nên hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch rất khó khăn. Hợp tác xã Dịch vụ và Thương mại Bưởi Tà Lài hiện nay đã không chỉ kết nối đầu ra tiêu thụ sản phẩm bưởi trong xã mà còn mở rộng ra 3 đến 4 trong huyện. Đây là kết quả thuyết phục từ quá trình tìm hiểu, nghiên cứu để chăm sóc cho bưởi ở khu vực này đạt năng suất cao, sạch, an toàn cho người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu của các siêu thị kênh phân phối. 4 siêu thị là đang kết nối và ký hợp đồng với lại hợp tác xã. Và hiện nay cái diện tích mà quả bưởi của hợp tác xã đang quản lý á, là nó tới 159 ha là đã đủ đáp ứng vào các siêu thị. Và cái lượng hàng thì hiện nay mỗi tháng cung cấp vào, nếu mà các siêu thị đã ký hợp đồng xong, lượng hàng của hợp tác xã cung cấp thì từ 30 đến 40 tấn hàng là đủ đáp ứng với hiện tại bây giờ. Hiện nay người nông dân nói chung, trong đó có nhiều hộ trồng bưởi ở huyện Tân Phú đã dần thay đổi cách đầu tư và bán sản phẩm ra thị trường. Người dân càng chú ý hơn tới việc canh tác theo khoa học kỹ thuật, theo hướng hữu cơ và đặc biệt là liên kết với những kênh tiêu thụ phân phối chính thức theo hợp đồng, ngày càng hạn chế bán cho thương lái để tránh bị động về giá, tránh rủi ro. Trước là tôi trồng bưởi là tôi phải đi chưa học, tôi phải đi hỏi những bên những cái người bán thuốc. Nhiều người bán thuốc có khi người ta bán mà người ta không biết được cái cách thức của cái cây bưởi của mình là sao. Thì nó cứ nói sao người ta bán thế thôi, mà vì mình dịch thì nó không đúng nguyện vọng của cây bưởi. Cho nên là nếu tôi muốn yêu cầu vào hợp tác xã thì tất nhiên là cái lợi nhuận cái cây bưởi nó sẽ đẹp mà năng suất nó sẽ cao hơn. Để hoạt động một cách bài bản, khoa học, tạo lòng tin cho người dân, xã viên cũng như các siêu thị, hợp tác xã Dịch vụ và Thương mại Bưởi Tà Lài đã tổ chức được mạng lưới kỹ thuật viên, kỹ sư tư vấn cho các chủ vườn bưởi quy trình theo chuẩn Việt Gáp. Huyện Tân Phú hiện nay chỉ có duy nhất một dự án cánh đồng lớn liên kết trồng và tiêu thụ cây lúa từ công ty Kim Đồng Thuận. Những mô hình liên kết khác như cách liên kết ở vùng bưởi xã Tà Lài này dù là tự phát nhưng được người dân tham gia rất khí thế. Điều đó cũng cho thấy liên kết trong chuỗi sản xuất đang là xu hướng tất yếu, ngay cả khi nhà nước chưa có sự hỗ trợ.
đây là khu vực sông Đồng Nai nằm giữa hai bến phà ở xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú. Do khu vực này có dòng chảy thuận lợi để nuôi cá nên từ khoảng 10 năm nay, người dân đã đầu tư nuôi cá bè. Hiện tại đã có gần 20 hộ nuôi cá tại khu vực này với gần 200 lồng bè. Ông Trần Quang Tuấn là một trong những hộ tiên phong nuôi cá bè ở đây. Tới nay, ông Tuấn đã đầu tư 10 lồng bè với giá trị hơn 300 triệu đồng. Cá diêu hồng mỗi năm được thu 2 đợt. Nếu giá bán thời điểm đó thuận lợi, lợi nhuận từ 10 lồng bè có thể đạt 1 tỷ đồng. Lúc mà con cá mình nó đụng cái từ tháng này đổ đi này là con cá nó bị hao. Nước nó xuống rồi phèn, nó xì phèn, nó thiếu oxy á, là nó chết nhiều. Còn cái mùa mưa là con cá nó mát, nước nó không có chết. Nuôi cá rêu hồng này thì nó cũng bấp bênh đó. Gần như tất cả những hộ nuôi cá ở đây đều liên kết với một đại lý ở địa phương, cung cấp cám. Cũng chính đại lý đó cung cấp con giống và tiêu thụ sản phẩm cho các chủ bè. Họ ràng buộc nhau ở chỗ, cám được giao cho bè nuôi, rồi tới ngày thu hoạch mới thanh toán để từ đó cân đối giá thành với giá bán trên thị trường. Cứ như vậy, họ đã làm ăn với nhau suốt 10 năm qua mà chưa xảy ra trục trặc mâu thuẫn nào. Do số lồng bè ngày càng tăng, huyện Tân Phú đang tiến hành hướng dẫn người dân nuôi cá, thực hiện theo các quy trình kỹ thuật, áp dụng các biện pháp quản lý theo định pháp luật và khảo sát để khống chế số lượng bè phù hợp để không bị quá tải, không ảnh hưởng xấu tới dòng chảy và môi trường nước sông Đồng Nai. Phòng nông nghiệp cũng đã có tham mưu huyện là sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên như chi cục nuôi trồng thủy sản tổ chức cái việc quan trắc, đưa vào kế hoạch hàng năm cái quan trắc cái chất lượng nước ở khu vực này. Đó, ngoài cái khu vực này thì cũng sẽ có một số điểm nuôi tập trung thăm canh ở trên địa bàn huyện nữa. Thì khi mà có cái quan trắc chất lượng nước như vậy sẽ có cái cảnh báo cho người dân về cái biến động chất lượng nước mặt. Đó, để người dân có cái sự chủ động trong việc di dời lồng bè, chủ động trong cái mùa vụ thả cá hoặc là thu cá. Và cái thứ hai nữa là cũng có vận động là xã phối hợp với người dân thành lập một cái tổ hợp tác để người dân ở cấp thấp nhất là tổ hợp tác, tương lai là hợp tác xã, để người dân có cái sự liên kết trong cái quá trình sản xuất. Thì từ đó ví dụ như trong cái khâu mà cung cấp thức ăn hoặc là tiêu thụ đầu ra nó sẽ dễ dàng hơn. Tân Phú là huyện thuần nông, xa và khó khăn nhất của tỉnh. Dù từ đầu năm đến nay phải chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại gián tiếp từ dịch COVID-19, nhưng các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện vẫn đạt khá tốt. Điều đó cũng khẳng định rằng hiệu quả từ chương trình nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã vận hành ổn định và hiệu quả. Ước thu ngân sách của huyện Tân Phú năm 2020 sẽ đạt 126 tỷ đồng, bằng 129% dự toán năm và đạt gần 112% so với năm 2019. Nền tảng những năm trước, những nhiệm kỳ trước và tới nhiệm kỳ vừa qua thì đã hỗ trợ về lĩnh vực nông nghiệp bằng cách về các công trình thể lợi hạ tầng, đào tạo khoa học kỹ thuật cho người dân cũng rất là nhiều. Và tôi cho rằng đó là một cái nền tảng để trong năm 2021 và trong nhiệm kỳ tới, cái việc chính sách gắn kết để hình thành các chuỗi lớn hơn cho người dân nó sẽ tốt hơn. Năm 2021, Tân Phú đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 64 triệu đồng, tương đương khoảng 2.700 đô la Mỹ. Tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp đạt 4,4% và phấn đấu có 3 trên 17 xã gồm Phú Xuân, Phú Lộc và Phú Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Môi trường trong lành, đời sống người dân ổn định, được nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo. Tân Phú đang trở thành một vùng quê đáng sống. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Trên đây là chuyên đề Trên đường phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.